Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 2 tháng 4 tại Thiền viện Quảng Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hội nghị giao ban giữa Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành tiếp tục diễn ra. Trong ngày hôm nay, Chư Tôn Đức lãnh đạo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội đã làm việc với đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 6 tỉnh thành là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước để nghe những khó khăn, tổng hợp ý kiến, báo cáo hội đồng trị sự. Khó khăn trong thành lập ban quản trị tự viện là một trong số những nội dung được hầu hết các đại biểu trình bày tại cuộc họp giao ban hôm nay. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những vướng mắc trong quá trình thành lập ban quản trị đối với các tự viện Phật giáo người Hoa. Ngoài ra, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Vĩnh Long, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và lãnh đạo cơ quan chức năng của 6 tỉnh thành cũng trao đổi và thảo luận các vấn đề còn vướng mắc tồn đọng tại các địa phương như việc thành lập điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung, con dấu tròn cấp cho tự viện, vấn đề về tăng ni ở tỉnh thành khác đến địa phương không đăng ký giáo hội mà tạm trú ở nhà ngoài, việc cầu y chỉ sư bổ nhiệm trụ trì đối với cơ sở tự viện. Theo đó, các góp ý cũng như đề xuất phương án cụ thể từng trường hợp trên tinh thần đồng hành sẽ được trình đến Hòa Thượng, Chủ tịch và Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có hướng giải quyết.